Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với kênh Gaming Star của mình. Ok anh em, thì vào rạng sáng ngày hôm nay EA cũng đã cho ra mắt một cái sự kiện cũng không hẳn là mới nha anh em. Tại vì cái sự kiện này nó cũng đã được ra mắt trước đó ở cái season này rồi. Đó là cái sự kiện Nation Hero. Có cái điểm khác là ở lần này nó sẽ không có những cầu thủ châu Âu thôi. Ok, giờ thì mình sẽ đi vào xem cách chơi, coi nó có giống với cái sự kiện Nation Hero lần trước hay không, và xem những cầu thủ nào sẽ góp mặt ở cái sự kiện lần này. Thì đầu tiên mình thấy là cái sự kiện này nó sẽ diễn ra trong vòng 14 ngày, ít hơn một ngày so với cái sự kiện lần trước nha anh em. Ở đây thì nó cũng sẽ có 5 cái bách để cho anh em chơi và nhận cầu thủ. Đầu tiên là bách man. Ở đây thì anh em cũng sẽ dùng năng lượng để chơi những cái cháp trong phần tab to enter. Vẫn sẽ có 3 cái cháp ở trong phần này. Ở mỗi cháp thì nó sẽ có những trận đấu match và kill game. Và trong mỗi trận đấu thì anh em sẽ nhận được những cái điểm Nation Boy và những cái phần thưởng tương ứng như là Coin, XP và Kill Boss. Và ở mỗi cuối cháp thì anh em sẽ nhận được một trong hai cầu thủ. Ở cháp 1 thì anh em sẽ nhận được một trong hai con 96, đó là thủ môn Kawashima hoặc là LM Godwin. Chuyển sang cái cháp thứ hai. Ở cuối cái cháp thứ hai thì anh em sẽ nhận được một trong hai con Over 100, đó là con CM Amiron hoặc là con CB Disco. Có một điểm khác biệt ở đây, đó là anh em sẽ nhận thêm được một con EOE với mức over là 100, đó là con Manjukic với vị trí là ST. Ok, chuyển sang cái cháp thứ ba. Ở cuối cháp thứ ba thì anh em sẽ nhận được một trong hai con over 104, đó là con CM Benancer hoặc là con ST Jimenez. Ok, nhìn chung thì ba cái cháp này cũng như vậy thôi anh em, chỉ có cầu thủ là thay đổi thôi. Ở đây thì anh em cũng có thể có thêm năng lượng bằng việc xem quảng cáo và dùng 75.000 coin để mua năng lượng. Còn ở phần mở bát trên đây thì mỗi ngày vào game EA sẽ cho anh em 10 cái điểm Avalanche, và anh em sẽ mở bát ở đây. Nếu may mắn thì anh em sẽ nhận được những cái điểm Nation Boy và những cái điểm mua sách token. Ở cái phần bên đây thì sẽ có 6 cái mốc để cho anh em nhận thưởng. Mốc đầu tiên là dùng 6.000 cái điểm Nation Boy thì sẽ nhận được một con GK Ravo với mức over là 101. Mốc thứ hai là dùng 10.000 cái điểm Nation Boy thì anh em sẽ nhận được 500 cái điểm Mosat Token. Dùng 15.000 cái điểm Nation Boy thì sẽ nhận được một con Saber over 104, đó là Frog. Ở cái mốc thứ tư, sau khi dùng đủ 35.000 cái điểm Nation Boy thì sẽ nhận được con ST Hernandez với mức over là 98. Ở cái mốc thứ năm, sau khi dùng đủ 37.000 cái điểm Nation Boy thì anh em sẽ nhận được con CM Nakata với mức over là 100. Và ở mốc cuối cùng, sau khi dùng đủ 50.000 cái điểm Nation Boy thì anh em sẽ nhận được con Dream Icon Roberto Carlos với mức over là 110. Ở phần này mình thấy là nó nhiều hơn một mốc so với lần trước nha anh em. Ở lần trước thì chỉ có 5 mốc thôi và có một con icon, đó là Perez. Còn ở lần này thì anh em nhận được đến hai con icon, đó là Hernandez và Nakata. Mặc dù là sự kiện diễn ra ít hơn một ngày nhưng mà mình nghĩ là sẽ nhận được hai con icon này. Còn ở phần SBC bên đây thì chỉ nhận run up và skill boss thôi. Ok, nhìn chung thì ở cái Batman này nó có hai sự khác biệt thôi. Đó là anh em sẽ nhận được thêm một con EOE với mức over là 100. Và ở những cái mốc nhận thưởng thì sẽ có 6 mốc thay vì có 5 mốc như lần trước. Ok, chuyển sang cái bát mét D. Ở đây thì anh em sẽ dùng năng lượng để chơi những trận đấu mét VSA hoặc là hit to hit. Thì sẽ có những cái quốc gia để cho anh em build đội hình để có thể nhận được tối đa những cái điểm score. Ở đây thì nó cũng có hai cái bảng xếp hạng 3 ngày và cái bảng xếp hạng cả sự kiện. Ở cái phần Daily Quest bên đây thì anh em sẽ hoàn thành những cái nhiệm vụ để nhận được những cái điểm boss. Để từ những cái điểm boss này thì anh em sẽ nhận thêm được những cái điểm score. Ok, nhìn chung thì ở batch 2 này nó cũng không có gì khác so với lần trước. Chuyển sang cái batch thứ ba, đó là Master River. Ở đây thì anh em sẽ dùng những cái điểm Nation Boy để hoàn thành được cái dãy ở đây. Và cuối cùng thì anh em sẽ nhận được một cái ổ khóa để nhận được những cái thủ ở phía bên đây. Ở đây tất cả đều là những cầu thủ over 104. Ở đây toàn những cầu thủ lạ mặt thôi anh em. Chỉ có hai cầu thủ quen mặt, đó là Minamino và Elneny thôi. Một cầu thủ đang chơi cho Liverpool và một cầu thủ đang chơi cho Arsenal.
Nhìn chung thì mình nghĩ anh em cũng sẽ không mặn mà với những con hàng này đâu. Ngoài ra thì anh em cũng có thể dùng game để mua thêm những cái điểm Nation Boy. Chuyển sang cái badge Nation Reward. Ở cái badge này thì anh em sẽ nhận được những con hàng over 108. Có rất là nhiều những con hàng chất lượng ở đây và ở nhiều giải đấu khác nhau. Anh em nào mà đang xây dựng đội hình ở giải đấu nào thì có thể ưu tiên lấy những con hàng ở giải đấu đó. Chuyển sang cái badge cuối cùng. Ở đây thì anh em sẽ dùng những cái điểm Mosa Token để mở badge nhân phẩm. Mỗi lần mở thì anh em sẽ tiêu tốn 100 cái điểm Mosa Token. Và những cơ hữu ở đây thì sẽ được làm mới lại sau 7 ngày. Ở đây có hai con over cao nhất, đó là Neymar và Cavani. Phần bên đây thì anh em sau khi dùng đủ cái điểm Mosa Token ở một cái mốc nào đó thì sẽ nhận được phần thưởng ở cái mốc đó. Ở mốc 3000 thì anh em sẽ nhận được con RB Kimowan với mức over là 98. Còn ở mốc 5500 thì anh em sẽ nhận được con Salah với mức over là 107. Ok, nhìn chung quy lại thì cái sự kiện lần này nó cũng không có khác gì so với cái sự kiện lần trước. Cũng vẫn là cách chơi như vậy nhưng mà cầu thủ sẽ thay đổi thôi. Thì video của mình sẽ kết thúc tại đây. Nếu anh em nào thấy video của mình hay và hữu ích thì hãy để lại cho mình một like cộng với một đăng ký để mình nhanh chóng đạt được 1000 subscribe nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo. Bye bye anh em.